Huy xin chào tất cả quý cô chú anh chị đang theo dõi kênh xe cũ miền Nam. Và ngày hôm nay thì Huy sẽ cùng quý anh chị mình xem qua những cái sản phẩm xe đang có mặt tại Toyota Hiroshima Tân Cảng Minh Huy. Thì hiện tại cái lượng xe mà đang có mặt tại Toyota Tân Cảng Minh Huy vào đầu năm 2024 đang có là 19 chiếc xe quý anh chị, đang có 19 chiếc. Thì Huy cũng sẽ lần lượt cùng quý anh chị mình xem qua những cái sản phẩm mà đang có. Và hiện tại thì số lượng xe còn không nhiều, cho nên là bên Huy cũng đang đẩy mạnh trong vấn đề mua những cái sản phẩm xe qua sử dụng. Thì quý anh chị nào đang có xe ít đi, càng định giá càng bán thì anh chị cứ gửi thông tin cho Huy. Hiện tại thì những chiếc xe chất lượng thì bên Huy đang mua với giá rất là cao so với thị trường. Thì đầu tiên đây là chiếc xe Kia Sedona bản phun dầu 2019. Máy dầu thì anh chị biết rồi, chạy cực kỳ sướng. Và Sedona thì là một chiếc xe ngồi thoải mái, đi cực kỳ chất lượng, rất là tiết kiệm dầu, tiết kiệm nhiên liệu quý anh chị. Đấy, thì một chiếc xe đã được bên Huy kiểm tra kỹ lưỡng, kỹ lưỡng anh chị thấy không? Cực kỳ rộng rãi nha quý anh chị nha, rộng rãi cực kỳ luôn. Đó, ghế thì ngồi trượt tới, lui rồi ngã lưng ghế, rất là ok. Và da thì đục lỗ nha quý anh chị. Rồi hai băng ghế sau, chúng ta ngồi xe rất là thoải mái. Cái cửa lùa này khá là tiện, mình có thể điều khiển ở phía trên cũng được nha quý anh chị. Rồi có công tắc rào và cửa thông minh. Màu sơn là màu trắng ngọc trai. Đấy, rộng rãi, cực kỳ rộng rãi. Ghế chỉnh điện 10 hướng, có nhớ vị trí ghế, đầy đủ quý anh chị nha. Rồi công tắc lên xuống kính là auto tự động chống kẹt ở tất cả các cửa. Vô lăng bọc da. Đấy, hộp số có 6 cấp này anh chị. Rồi có chế độ Eco. Rồi sự ghế đều có hết luôn quý anh chị. Phanh tay điện tử, hệ thống điều hòa tự động. Rồi khởi động một nút bấm startup, gương chống chói tự động trong xe, cửa sổ trời đây anh chị, cửa sổ trời nha. Rồi có camera hành trình ghi hình, xe đi được khoảng 7 vạn nha. Có cảnh báo điểm mù cũng như là cảnh báo phương tiện cắt ngang ở phía sau, ở phía trên gương quý vị. Đấy, thì đây là phiên bản cao 2019, khá là chất lượng, đèn LED, có tính năng auto tự động bật tắt, có 4 cảm biến khoảng cách ở phía trước. Và xe này thì bên Huy có thể xuất hóa đơn cho quý anh chị được. Cho nên là anh chị nào mà có càng xuất hóa đơn thì cứ liên hệ. Và hiện tại thì chiếc này đang được bên Huy niêm yết 832. Và với những cái sản phẩm Innova Venturer như thế này thì bên Huy cũng đang càng mua. Chiếc 2017 vừa về thì bên Huy đã có khách đặt cọc và đang làm hồ sơ ngân hàng quý anh chị. Đấy, thì 2017 trở lên thì anh chị có thể vay từ phía tài chính Toyota. Còn chiếc xe này là 2021, mẫu mới nha quý chị, mẫu mới Innova Venturer, phiên bản đặc biệt. Và chiếc xe này đang được bên Huy niêm yết với giá là 755 quý chị nhé, 755. Đấy, cửa đóng rất là chắc luôn. Có công tắc rào và cửa thông minh ở hai cửa trước, bên tài và bên phụ. Rồi chìa khóa Smart Key được chủ xe giữ rất là kỹ. Và hộp số 6 cấp, có chế độ Eco, Power, cân bằng điện tử của xe thì có hết, trang bị 7 túi khí nha quý anh chị nha. Đầu DVD, hệ thống điều hòa tự động, đèn là đèn LED, full LED luôn, khởi động bấm startup. Đấy, một chiếc xe khá là chất lượng, mới về Toyota Tân Cảng Minh Huy. Rồi, và Innova thì hiện tại Innova quý anh chị, Innova thì bên Huy cái lượng xe nó không còn nhiều. Thì đây là chiếc xe 2019, đi được 72.000 cây, màu đồng anh kim, 4V8, đang được bên Huy niêm yết với giá là 538, xe đi được khoảng 7 vạn, màu đồng anh kim. Và sáng nay thì Huy cũng có mới đặt cọc, mua một chiếc xe 2017 màu trắng, màu trắng, số sàn quý anh chị. Chiếc này là 2019 màu đồng anh kim. Đây, chủ xe cũng khá kỹ quý anh chị. Dán đề can này, dán đề can. Ok, rồi, đây, càng số, hộp số có chế độ Eco, Power, cân bằng điện tử của xe thì có hết. Với chiếc xe được trang bị đầu DVD Android, có camera hành trình ghi hình, bọc trần, chất nhiệt, rồi lót sàn, ghế da, rồi những miếng bật lên xuống. Thì xe này thì Huy thấy là phụ kiện đầy đủ rồi anh chị, không còn thiếu thứ gì đâu. Anh chị mua về, chỉ việc lái xe về và sử dụng thôi. 2019, 2019. Và hiện tại thì bên Huy có 2016 quý vị, 2017 nhé ha, 2017 màu bạc. Thì bên Huy cũng đang niêm yết với giá là 460 nha, 460. Rồi di chuyển ra khu vực
Ở phía trước đây thì bên Huy mới vừa về chiếc Camry khá là đẹp, 2.5 quy, sản xuất vào năm 2020, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái của anh chị. Đây, Camry 2.5 quy, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái. Camry 2.5 quy là phiên bản cao cấp nhất của dòng Camry, thì thời điểm mà khách hàng bên Huy mua thì giá rất là cao, và hiện tại thì để sở hữu chiếc Camry 2.5 quy như thế này á thì anh chị chỉ bỏ ra phải gần 1.6 tỷ, anh chị mới thể sở hữu được, và phải đặt xe chứ không có xe sẵn được. Nhưng đây là một chiếc xe lướt đi được 39.000 cây, trang bị 4 cẩm, 2 cảm biến khoảng cách từ phía trước đó chị. Đèn LED là full LED nha anh chị nha. LED projector. Mâm 18 inch, rồi có cảm biến áp suất vỏ này, rồi gương thì nói chung là không thiếu thứ gì cơ chị. Như là cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang ở phía sau, rồi gương chống bóng nước, và cái mặt gương đó nó sẽ tự động gập xuống khi mà anh chị cài số gear. Rất là tiện lợi cho khách hàng khi sử dụng. Và có nhớ vị trí gương, hai vị trí nhớ, và có gặp gương tự động luôn. Có công tắc rau cửa thông minh quý chị, nẹp chân kính, dán phim che mưa đầy đủ hết. Công tắc lên xuống kính là auto tự động chống kẹt ở tất cả các cửa luôn anh chị nha. Đó, đây là cái công tắc auto của gương. Và ghế thì có nhớ hai vị trí ghế này, vị trí gương, vị trí vô lăng. Vị trí ghế đây anh chị ha, vô lăng và gương. Tức là khi anh chị mà cài đặt ở vị trí số 1 thì khi bất kỳ ai di chuyển cái ghế thì anh chị chỉ nhấn nút số 1 là tự động nó quay vị trí anh chị đã thiết lập. Ghế chỉnh điện 10 hướng của chị do đục lỗ, rồi hộp số 6 cấp có chế độ Eco, Normal, Sport, phanh tay điện tử, ốp gỗ rất là sang trọng, đầu DVD 8 inch, có bản đồ dẫn đường luôn, và có kết nối với 9 loa JBL nghe cực kỳ sướng, cực kỳ đã của anh chị. Hệ thống điều hòa 3 vùng độc lập, gạt mưa tự động luôn, có chế độ cruise control, ga tự động, đèn có tính năng auto tự động bật tắt này, rồi có tính năng chờ dẫn đường nữa. Nói chung là không thiếu thứ gì, gửi số trời có luôn quý chị. Đó, những bọc ni lông này, xe cực kỳ chất lượng luôn, có camera hành trình ghi hình, gương chống chói tự động trong xe. Đấy, màu trắng ngọc trai rất là đẹp luôn quý chị, và phía sau á rộng rãi cực kỳ, rèm che nắng đầy đủ hết nha. Đó, ghế là chỉnh điện luôn anh chị, chỉnh điện nha. Và đây là cái hộp thừa tay, có vị trí để ly nước, rồi có thể điều chỉnh hệ thống điều hòa độc lập đầu DVD nữa anh chị. Đó, xe này là có ba vùng độc lập, cho nên là chỉnh nhiệt độ cực kỳ sướng luôn. Đấy, riêng biệt nhau, này, mua tại Toyota Tân Cảng Bến Huy nè anh chị. Giá thì cực kỳ tốt anh chị. Thời điểm mà bây giờ anh chị mua là khoảng lăn bánh luôn, khoảng 1.6 tỷ, bây giờ bên Huy bán chỉ có 938 thôi quý chị, 938 thôi. Rồi di chuyển tiếp ra khu vực ở phía trước đây, thì đây là những chiếc xe mà bên Huy đã làm maru, đã làm đẹp. Thì Huy cũng dành vài phút cùng quý chị mình điểm qua ha. Ở trong showroom thì bên Huy cũng còn một số chiếc đang trưng bày ở trong showroom, thì một tí Huy cũng sẽ giới thiệu sơ cho quý anh chị. Đây là chiếc xe mà bên Huy đã bán rồi và đang gửi đi rút hồ sơ. Còn chiếc màu nâu 2017 quý anh chị, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo, máy dầu số sàn. Hiện tại thì xe này đi được 12 vạn. Và chiếc máy dầu này thì đang được bên Huy niêm yết là 730 nha quý anh chị nha. Máy dầu số sàn 2017 730. Ok các anh chị, thì anh chị xem sơ bộ nha. Chiếc này là màu nâu 4W8 các anh chị, 4W9 nha. Đấy, chống trại bật lên xuống, rồi lót sàn, ghế da, đầu DVD, bọc trần cũng đầy đủ hết quý anh chị. Xe tại hãng thì anh chị yên tâm nha, bên Huy đã kiểm tra rất kỹ lưỡng rồi, và cam kết xe không bị lỗi, không bị đâm đụng, không bị ngặt nước, anh chị yên tâm. Rồi, và đây với chiếc xe Innova mẫu 2020, mà mẫu này là mẫu 2021 nha quý anh chị. Mẫu 2021 thì anh chị nhìn ha, cái mẫu 2021 ha, nó có cái sự khác biệt. Đấy, thì hiện tại chiếc xe này đang được Toyota Tân Cảng bên Huy niêm yết giá cho cái mẫu xe này là 605, 605. Đấy, miếng chống trại bật lên xuống, lót sàn, rồi ghế da. Đó, đây có lót, tức là cái ghế zin của xe vẫn còn nguyên ở bên trong nha quý chị. Đây, lớp nỉ này. Bảy thu khí, cân bằng điện tử của xe thì có hết. Đấy, xe này là 2020 và mẫu là mẫu 2021. Đấy, mình được cái mẫu mới nha quý chị. Rồi, và bên cạnh đây là chiếc máy dầu số tự động 2019.
được Huy giới thiệu cũng khá là chi tiết. Thì anh chị nào quan tâm thì liên hệ, được chủ xe cách âm toàn bộ xe, dán phim, rồi trang bị camera 360 độ. Nội thất bên trong thì rất là keng và mới quý anh chị. Miếng đề can chống trài này, lót sàn này, ghế da này, ghế da nguyên bản cho xe, ghế chính điện 8 hướng, rồi 7 túi khí, hộp số 6 cấp có chế độ Eco Power, cân bằng điện tử của xe thì có hết nha quý anh chị. Đấy, đầu DVD, lại chỉnh số trên vô lăng, ốp cửa bọc da, xe đi được khoảng 6 vạn. Đấy, có bộ hiển thị tốc độ trên kính luôn. Đấy. Anh chị mua về chỉ việc lấy xe về và sử dụng thôi nha. Xe này còn khá là mới, ngoại thất nội thất còn đẹp lắm quý chị. Còn chiếc này thì hiện tại bên Huy đang niêm yết giá, giá thì hiện tại chiếc này đang hỗ trợ giá tốt 4 chiếc 395 quý chị. Chiếc này thì 2012 hai cầu, bản máy xăng hai cầu nha, 2012 495, và giá cũng đang hỗ trợ giảm tốt cho quý anh chị. Hai cầu cho nên chạy rất là khỏe luôn. Đấy. Còn chiếc này thì bên Huy bán rồi, đang gửi đi rút hồ sơ. Thì đó là một số những cái sản phẩm mà bên Huy đang có mặt tại Toyota Tân Cảng. Còn chiếc Vigo nhỏ gọn 2021 này thì Huy cũng thông tin cho quý anh chị mình nắm luôn. Với chiếc xe đi được 49.000 cây, 348 là giá niêm yết của sản phẩm. Số tự động như quý anh chị, nhỏ gọn, phân khúc hạng A. Đấy, Toyota Vigo nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo, số tự động. Thì đây là chiếc xe được trang bị đầu DVD Android, rồi có khởi động bằng nút bấm Start Up. Thì anh chị mua những sản phẩm này về thì mình đi cũng khá là ok. Đấy, nhỏ gọn. Thì đây là một số những thông tin về những cái sản phẩm mà đang có mặt ở phía trước showroom bên Huy. Ngoài ra thì hiện tại anh chị, hiện tại thì ở trong showroom xe qua sử dụng bên Huy thì cũng đang trưng bày một số những sản phẩm xe qua sử dụng, thì Huy cũng sẽ mời quý anh chị cùng Huy mình xem qua. Đây các chị, đây là 4 chiếc xe sedan, chiếc xe thuộc phân khúc hạng C, Toyota Corolla Tech 1.8G 2022, 658 là giá niêm yết của sản phẩm, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái nha quý anh chị nha, đi được 33.000 cây. Đó, anh chị xem qua. Xe này thì đã được bên Huy hoàn thiện khâu làm đẹp, có phanh tay điện tử này, rồi có rất là nhiều những tính năng ở trên cái mẫu xe này. Đấy, thì Huy cũng thông tin sơ cho quý anh chị mình nắm. Corolla Tech 2022 phiên bản 1.8G, đấy, xe còn rất là mới, rất là mới quý anh chị. Và phía tài chính Toyota sẽ hỗ trợ cho quý anh chị vay đầy đủ hết nha. Còn đây là chiếc xe Camry 2.0G 2021, và giá thì hiện tại bên Huy đang niêm yết là 860 quý anh chị, 860. Đấy, màu trắng, màu trắng ngọc trai nha quý anh chị nha, có cảm biến áp suất vỏ này. Đấy, nội thất bên trong màu kem, còn khá là mới và đẹp. Thì anh chị nào mà mua về sử dụng cho gia đình thì anh chị có thể cân đối. Hiện tại xe đi được 36.000. Và bên cạnh đây là chiếc xe Atix 2017 quý anh chị, 1.8e nha quý anh chị nha, 85.000 cây, với trang bị hộp số tự động vô cấp CVT, chuyển số êm dịu và khả năng tiết kiệm nhiên liệu rất là ok. 460 là giá niêm yết của sản phẩm, đi được khoảng 8 vạn, 8 vạn quý anh chị, còn rất là mới. Đấy, thì xe này màu đen nha quý chị nha, màu đen. Rồi, và chiếc xe màu bạc 1.8G quý chị. Hiện tại thì chiếc xe này đi được 12 vạn và bên Huy đang niêm yết giá là 490. 490. Đấy, hộp số vô cấp, hệ thống điều hòa tự động. Đấy, thì anh chị nào quan tâm thì liên hệ để Huy tư vấn rõ hơn cho quý anh chị. Đây là 4 sản phẩm đang được trưng bày trong showroom xe qua sử dụng bên Huy. Vừa rồi là một số những cái sản phẩm mà Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Huy có. Quý anh chị đang có nhu cầu về mẫu xe nào thì vui lòng liên hệ với Huy theo số điện thoại trên màn hình. Huy sẽ hỗ trợ tư vấn rõ hơn về giá cũng như là về thủ tục để anh chị mua về sử dụng cho gia đình. Và Huy xin kết thúc video tại
Cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Vì xin kính chào và hẹn lại quý anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.